tình cảm, như là lúc đó mình bắt đầu kiểu như có một cái gì đó với chồng mình luôn rồi đó. Em để ý lâu lắm rồi, mà vợ em cũng thích em nữa. Mà không hai đứa ngồi kế nhau vậy đó, đứa trước đứa sau mà không đứa nào dám nói câu nào hết trơn à. Em nói thiệt, tin nhắn của anh nhắn với người đó rất là nhiều. Đọc vô tới đâu mà nước mắt mình chảy tới đó luôn. Y như là anh cầm dao đâm thẳng vào tim mình luôn. Chào cặp vợ chồng rất rẻ, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận, em chào quý vị khán giả. Em tên Bùi Minh Hải, em đến từ Tây Ninh. Dạ hiện em đang công tác tại công ty Hùng Di Tây Ninh. Em làm bên thợ điện. Chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và toàn thể quý vị khán giả ở đây. Em tên là Võ Thị Trang, em nay 29 tuổi, nghề nghiệp của em là nội trợ. Rồi mối tình hai người chớm nở như thế nào? Vợ chồng em quen nhau là năm lớp 12. Em vô là em ngồi cái bàn đầu tiên. Ảnh vô anh thấy cái anh ngồi bàn sau. Vô tình cái đợt đó đó đang ngồi chơi thì kia nói chuyện cái chọc ghẹo. Cái em mới lấy cái cây thước á, em gõ lên cái tay ảnh, trầy chảy máu. Cái ảnh ập mặt xuống ảnh khóc. Trời ơi. Cái mạnh mẽ quá vậy. Khóc là đúng rồi, chảy máu chứ bộ giỡn sao. Mà lúc đó lớp 12 hả? Dạ lúc đó. Mong manh mà. Lúc đó nghĩ trời ơi, quánh có cây thước thôi mà chảy máu mà khóc nữa. Nói sao mà kỳ cục vậy trời. Cái quay xuống nói bụ đau lắm mà khóc. Cái lúc đó anh mới trả lời là không phải là đau, mà là vì anh đang tưởng tượng là ba anh đang bệnh nằm ở nhà, bệnh ung thư giai đoạn cuối luôn. Cái anh buồn anh khóc. Là lúc đó là mình nghe cái mình thấy mình có cái tình cảm, như là lúc đó mình bắt đầu kiểu như có một cái gì đó với chồng mình luôn rồi đó. Em để ý lâu lắm rồi, mà vợ em cũng thích em nữa. Mà không hai đứa ngồi kế nhau vậy đó, đứa trước đứa sau mà không đứa nào dám nói câu nào hết trơn à. Cái bữa đó là vợ em đem nguyên một bọc trái cây quá chừng bự vô luôn. Cái ngồi nè, vợ trên bàn trên là quay xuống, tụi em dưới ngồi chụm hai bàn chụm lại. Cái em ngồi trong bụng nói đối diện vậy nè, giờ mình có cơ hội rồi, giờ mình cũng làm cái gì đó để mình gọi là mình thích người ta. Cái em lấy cái chân em dẫm lên chân vợ em cái. Thì nếu mà không được thì mình nói mình giỡn thôi. Cái em không ngờ luôn, vợ em lấy chân kia dẫm lên chân em luôn. Rồi em cũng bạo gan lắm, lấy chân còn lại của em dẫm lên luôn. Trời ơi, là bốn chân chồng lên nhau đó. Dạ. Cái em nói trời ơi, rồi bật đèn xanh dính rồi. Vợ em bật đèn xanh rồi. Rồi các em là yêu nhau bao lâu vậy ta? Tới 6 năm mấy rồi. Rồi trong 6 năm đó là chắc chắn là sẽ có rất rất nhiều những kỷ niệm. Dạ đúng rồi. Có một lần á, em vô nhà bà xã em thiệt em kể mà em mắc cỡ lắm á. Thôi bên này kể đi, sao đâu. Kể đi đâu để cho nó kể đi. Tại vì em biết đâu cái bữa đó là vô là nguyên gia đình vợ em đang ngồi coi tivi bên trong luôn. Em với vợ em ra trước ngồi ghế đá ngồi tâm sự. Cái em ơi anh giờ anh mắc quá. Anh mắc đánh chồng. Cái đang ngồi nói nè, đang ém luôn. Cái bà xã em ngồi nói gì em cũng không nhớ nữa. Mà em làm cái thủng. Trời ơi, quảng hồn luôn, nhìn vô nhà mọi người tỉnh bơ, coi tivi, không biết gì hết luôn. Mà mặt ảnh y như con gà nồi vậy đó. Mắc cỡ quá hả? Mắc cỡ quá luôn chị, từ lúc rất đó rất là lớn luôn. Con đánh bom cảm tử tại nhà luôn. Dạ. Rồi trong lúc hai đứa yêu nhau vậy đó, rồi có lúc nào mà giận hờn chia tay chia chân được không? Có chị, nhiều lần lắm, mà do thường thường là do tác động bên ngoài. Tuy người ta nói Trang quen Hải, thằng nhìn y như BD vậy, cũng quen nữa. Hồi xưa em trắng như gái vậy chị, em trắng dữ lắm, trắng hơn vợ em nữa. Cái quen em cái trong lớp hay nói trời trưởng quen ai cũng quen, thằng y như BD vậy cũng quen nữa. Rồi ở nhà bên vợ cũng nói luôn, nói mày thấy không, nó đi kìa, lúc đó đợt đi núi nhìn Bà chơi á chị, cái đi cái tướng cái chị đi á sao vợ em nói mày nhìn coi tướng đi kìa y như BD vậy đó, vậy là cũng quen nữa. Không đứng lên đi, không đứng đi thử coi đi BD không tôi nghĩ sao mà đi anh để em Thuận đi coi ai BD với tôi nè. Nó có gì đâu hả, đi thời trang luôn, cách quớt luôn cho chị Thuận, đi xuống thảm đỏ Thuận đi đây nè, coi nè, con nào BD hơn nè, áo xanh BD hơn đó, thấy chưa? Rõ ràng đi với tôi là thấy là bên này nam tính rất nam tính hơn tôi nữa. Bây giờ hai đứa lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ hơn 5 năm rồi. Hơn 5 năm. Rồi lúc mà mới lấy nhau vậy á là ở nhà ai? Dạ. Ở bên nhà vợ hay bên nhà chồng? Cái lúc mà cưới á là ở bên nhà ảnh lục đục đủ thứ lắm. Cái ảnh buồn dữ lắm, cái ảnh đi vô nhà ảnh khóc, ảnh nói vậy rồi giờ sao em? Cái mới nói thì giờ bên nhà em cũng có cái kho. Thôi thì thôi giờ để em nói với ba mẹ anh Tiến mình sửa lại rồi mình ở.
Cái anh nói ừ thì vậy đi, chứ mà anh thấy rồi em về em ở với mẹ anh chắc cũng không có được. Rồi cái tự anh bung tiền ra anh sửa sang này kia mọi thứ là hết luôn. Ảnh về em nói thiệt hả, mọi thứ các cái ở nhà hả đều một tay ảnh làm hết, chứ anh không có mướn ta luôn á. Tại vì chắc có lẽ là Hải không có tật xấu gì đâu, đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ lúc đó là không có, nhưng mà sau ngày cưới mới có. À sau ngày cưới. Sau ngày cưới lúc đó mình tin tưởng bao nhiêu là bây giờ là mình đổ vỡ bấy nhiêu. Đổ vỡ luôn. Vậy hả? Rồi thôi chết rồi. Hồi mới cưới về vợ chồng cực khổ lắm, là đi cạo mũ cao su cho ba. Tại vì có công ăn việc làm, có bằng cấp đàng hoàng luôn. Vậy em mới nói thôi xin việc làm đi. Anh mới nói thôi để người ta cạo hư hết, thôi để vợ chồng mình đi cạo đi. Trời. Bắt đầu ấy là cấn bầu bé đầu tiên á, là lúc đó em ốm nghén luôn, đi cạo đâu có nổi đâu, toàn bộ là ảnh chàng không à. Riết rồi cái đợt đó, năm đó cái ảnh nhận thêm giường á, là lúc đó là mới cấn bầu em bé đó, là cái nhận thêm cái bắt đầu đêm nào cũng thức hết á, cái chị không nổi, tại vì không có ăn được mà ói y như là người mình nó nuổn luôn vậy đó. Cái ảnh cạo ảnh chàng, riết cái ảnh tức quá, còn đâu cỡ chừng vài trăm cây á, cái anh ghé anh bỏ cho mình đi, anh cho cạo mình luôn. Là sao, lý do gì mà đi vậy trời? Tại lúc đó mệt quá chị, trong người nó ra cái nó quạo, nhưng mà em đi vô giường của nhà xong rồi chút xíu em vẫn quay ra, em quay ra rồi em năn nỉ vợ lại. Cái xong cái em nói thôi giờ em không có làm nữa. Cái anh nói ừ vậy thôi, nếu mà giờ ấy thì thôi giờ đi mướn người, đi kiếm người khác đi, đặng trả giường cho ta, cho ta kiếm người khác. Khi mà nghỉ cạo á chị, rồi vợ chồng em ở nhà, em chưa có công việc ổn định, rồi sanh bé đầu tiên ra thì em lo hết luôn. Khi mà ra tháng khoảng 6-7 tháng thì em mới đi vô công ty em làm. Lúc đó thì thu nhập hai vợ chồng em cũng không đủ nữa. Rồi về nhiều khi á là năm em cũng không có chi phí để mà lo đủ cho gia đình. Có bầu bé thứ hai ha, là lúc đó là ảnh cái chỗ mà ảnh làm á là đã xong rồi. Ảnh mới đi ra ngoài cũng của công ty luôn, ra cái khách sạn 4 sao á, là cái công ty nó thuê đặng làm ngoài đó đó. Thời gian của ảnh lúc đó là nhiều lắm, ảnh không có lo lắng gì cho vợ con luôn. Y như là ảnh bỏ phế vậy, chỉ tới tháng tới về là ừ đưa cặp tiền dục đó đó, rồi vậy là rồi á. Cái bữa đó ảnh điện ảnh nói anh có bạn mời ăn tân gia, thôi anh đi về trễ nhất nhen. Cái ảnh đi xong lúc đó về 9 giờ, cái ảnh nói hồi bữa nay anh xỉn quá anh đi ngủ nha em. Em nói ừ thì anh đi ngủ đi. Mà anh tắm rửa xong lên anh không ngủ, anh nằm anh lấy cái điện thoại anh bấm. Anh thấy mình lên cái đợt anh bấm cái gì đó, y như là anh thoát ra khỏi cái đó vậy đó, anh không cho mình thấy. Cái xong mình nó tự nhiên ngay lúc đó mình có cái cảm giác trong lòng mình là rất là khó chịu, y như là bất an, y như là có một cái chuyện gì đó anh giấu giếm mình, anh không bao giờ cho mình biết. Xong cái để im coi, cái anh đi lại anh sạc cái điện thoại. Nằm đến chút xíu cái đi lại bóc cái điện thoại của anh lên, thì em nói thiệt tin nhắn của anh nhắn với người đó rất là nhiều. Đọc vô tới đâu mà nước mắt mình chảy tới đó luôn. Y như là anh cầm dao đâm thẳng vào tim mình luôn. Ủa vậy lúc đó là cái người đó là gì của em vậy? Dạ không chị, tại cái bé đó là làm trong công ty em á, rất là chảnh chẹ đồ, thấy ghét lắm. Nên em mới nói trong bụng là cua cho bỏ ghét. Trời ơi, em cũng vô tình luôn, em tắt cái màn hình em đi sạc mà em không có thoát cái đó ra. Cái cuộc trò chuyện em không có thoát. Vợ em đọc được hết trơn luôn. Chỉ quen nhỏ đó mới có 2 tháng mấy thôi mà hả, nó viết đủ thứ trong đó luôn. Trời ơi, từng lời từng chữ, nhiều lúc vợ con mình nhà chưa quan tâm được đến nỗi vậy luôn. Ngày quen là ngày nhiêu? Ngày 20 tháng 10 luôn. Em ơi, ngày phụ nữ gì đó phải không? Dạ, vợ không hề có một chút động thái nào luôn. Không hề nói ừ chúc em ngày phụ nữ hay này kia, mà lại đi chúc nhỏ đó. Rồi hả, cái ngày mà anh lên chức cái trưởng phòng á, anh nhắn với con nhỏ đó là em là người đầu tiên anh chúc mừng. Anh báo cho em biết trước đó, là em là vợ mà em còn chưa biết trước nhỏ đó. Không, tại vì á là nói chung là bà xã em không hiểu em cũng có giải thích rất nhiều rồi. Em nói là em không có thương, em chỉ ghẹo cho bỏ ghét thôi. Là khi em nói anh á, nếu như mà xác định là nếu mà em có thương rồi á thì làm chung công ty không thể nào mà không điện thoại qua, không nhắn tin lại. Khoảng 2 tháng sau là bé đó nghỉ công ty, không làm công ty nữa. Nhưng mà vợ em vẫn không tha thứ cho em, tại vì em nói là nếu như mà còn thương thì anh cũng phải lén lút ở ngoài anh quen à. Còn cái này là vợ em phát hiện ra rồi là em không nhắn tin, em không kết bạn, em xóa toàn bộ cái trong máy em, bất kỳ gì cái người đó là em xóa hết, em không lưu giữ một cái gì hết. Thậm chí cái người đó kết bạn cũng nói em kết bạn lại nè, giờ anh không kết bạn, em xóa luôn, em quỷ luôn. Nên mà sau này vợ em vẫn không tin, viết đơn. Tự em đi làm đơn, em nộp luôn. Mẹ anh cũng khuyên nói
Thì thôi lỡ rồi cái chuyện gì giờ cũng ấy, giờ nó biết lỗi rồi thì thôi bỏ qua cho nó lần này đi. Rồi cái mẹ nhà cũng khuyên này kia, cái thôi rút đơn lại. Nhưng mà mấy ngày sau cũng cãi nhau kịch liệt lắm, hai đứa đi ra tòa ký tên. Ủa ghen, vợ em ghen dữ lắm luôn á chị, ghen đến nỗi mà sáng sớm á em đi ăn sáng, cái em gặp con bé đó là ở cùng sớm luôn. Thì mình người ta ngồi ăn trước á, cái em vô em ngồi ăn sau, thì mình trai mình lịch sự mình trả tiền cho người ta. Cái vợ em cũng sao không biết, em ngồi quay lại cái chỗ người ta bán cơm, quay lưng lại em không thấy vợ em lâu đó mua cơm luôn. Thấy vậy cái chiều về sáng sớm đi làm, vợ chồng cười vui vẻ, chiều về cái hầm mặt này nè, hỏi ủa gì vậy em, sao rồi cái gì thì nói với vợ chồng, anh một dạ hai lòng, anh tự làm gì anh biết. Cái em mới ngồi em suy nghĩ nó, ủa em mình làm gì mà một dạ hai lòng ta, là mình đâu có liên hệ gì với cái người nữa đâu. Ngồi suy nghĩ nát óc luôn. Thì trong cái buổi sáng đó thì em có thấy vợ phớt qua, là lúc vợ mua đồ ăn xong về chị phớt qua, thì em cũng đứng lên em nhìn mà không kịp thì thấy giống lắm. Cái ngồi suy nghĩ nó, bộ hồi sáng em thấy anh ngồi ăn cơm với cái người đó hả, thì vợ em cũng biết cái người đó nữa mà ghen đến mức vậy luôn á. Em bực một câu là mẹ em nói nếu trường hợp mà con thấy vợ con vậy rồi sao. Em mới nói là bình thường má, không có gì đâu. Rồi cũng cãi qua cãi lại, em tức quá em đi mướn nhà trọ ngoài em ở luôn. Ôi trời. Em dẫn con nhỏ gái em theo luôn. Em vô ngay cái nhà trọ của thằng em trong công ty luôn. Nó vô nó đồn hết công ty. Bà mẹ cầm cái giấy chứng minh hỏi con biết anh này không, cũng làm chung công ty con nè. Anh cầm lên, trời ơi anh Hải. Nó bắt đầu vô đồn hết nguyên công ty luôn. Ai cũng biết hết trơn, trời cái ship ảnh này kia nghe vậy cái nó kêu ảnh lên. Nói chuyện nó, ủa sao mà cưng phải ra nhà trọ, cưng mướn nhà trọ cưng ở kỳ vậy. Mà mất cười lắm, đi ra nhà trọ ở thì em cho đi luôn. Em có hố kêu lần nữa, đòi bắt nhỏ gái em theo nữa. Cái lúc đó nhỏ đó nó còn bé, mất cười lắm. Nghe ba nó là mình đi lại tới nhà mới mình ở, cái phái lắm. Ba đi, ba mình đi ba. Vậy giờ hỏi hai đứa tình trạng thực tại hiện giờ hai đứa là sao? Dạ, đang rất là hòa thuận vậy. Ai đăng ký cái chương trình này? Dạ, em là người đăng ký. Tại cái bữa đó vợ đi du lịch, dẫn hai đứa con đi, bỏ vợ bỏ mình em ở nhà. Cái buồn quá bắt chương trình lên coi cái... Coi tại hôm bữa trước á, là vợ cũng có nằm coi, vợ nói anh em đăng ký chương trình nha. Nói ừ thì đăng ký đi, thì vợ chồng mình đi. Cái bà xã em ru luôn. Cái bữa đó ở nhà móc ra đăng ký thử coi mà. Em gỡ đại em là người đăng ký á. Cuối cùng là được tham gia. Dạ đó. Giờ nếu mà em muốn vợ em thay đổi á, là em muốn vợ em thay đổi cái gì? Dạ thì em cũng nhân tiện chương trình, em cũng gửi chương trình nhắn với vợ là vợ ơi đừng có ghen nữa, em là thật sự là em rất là thương vợ em. Ngoài đi làm là bây giờ là em không có gì là bậy bạ hết á, nhưng mà em cũng có cái tánh là nóng tánh dữ lắm. Em cũng ráng em kiềm chế cái tánh nóng của em lại và để lo cho gia đình. Hiện giờ em cũng ráng em làm để cất cái nhà, em xây tổ ấm cho vợ chồng em. Rồi còn em, bây giờ Trang, em muốn ông xã em thay đổi điều gì? Thì em muốn ảnh là quan tâm tới mẹ con em nhiều chút. Tại vì cái thời gian ảnh đi là quá nhiều rồi, cho nên về là chơi với con đó. Giờ không có nói lang bang nghe, nói lang bang một hồi nó quên là em muốn nó thay đổi cái gì đó. Dạ, muốn thì quan tâm tới vợ, quan tâm tới vợ nè, rồi gì nữa. Mai mốt này kia là thấy phụ nữ khác là đừng có nhắn tin bậy bạ nói chuyện với người ta. Ta làm gì tại người ta đi mắc mớ, người ta bỏ ghét, cua cho bỏ ghét. Bởi vậy cái điều mà bạn muốn ở vợ bạn là phải hiểu bạn. Là bởi vì sao ngày xưa bạn chơi với bạn này là lúc đang đi học, là con số 0 chả là cái gì hết. Bây giờ người ta thành đạt rồi, người ta phải có những mối quan hệ xã giao trong cái xã hội này. Nhưng mà vợ em lại không được tham gia ở ngoài xã hội. Để vợ em hiểu rằng nếu khi mà con người ta hoàn cảnh thay đổi thì con người cũng phải đổi thay. Thì cái sự đổi thay hoàn cảnh và đổi thay con người á, vợ em phải biết nó là như thế nào thì vợ em mới đồng cảm thấu hiểu được em chứ. Chứ nếu mà cứ ở nhà thì vợ em là dừng lại, không bước tiếp. Còn em á, thì bước mà bước quá nhanh. Thì làm sao hai người mới đầu từ đồng niên với nhau nè, đúng không? Đồng hành xong đến một lúc tự nhiên vợ em đứng yên, em đi muốt ở đây em đòi người ta hiểu. Làm sao mà hiểu được, đúng không? Dạ. Nè, thì bây giờ hai bạn phải chấp nhận nhau ở cái thời điểm như thế này để làm chi, để hiểu nhau hơn. Em phải chịu khó tìm hiểu cuộc sống của chồng em, mình không có co mình lại nữa. Đó. Yeah. Rồi chúc hai em luôn luôn hạnh phúc. Dạ. Quê ba mẹ bỏ từ nhỏ rồi, ở nhà ngoại nuôi. Hai năm mấy nay em ở vậy em nuôi con em. Tại hồi xưa em cũng đi làm biển hết mười mấy năm rồi, biển em cũng làm giỏi, bất cứ nghề làm mướn em cũng làm được. Có cái học không bằng ai thôi.
Thật ra nhà trai rất là chịu khó. Đúng rồi, cái gì cũng làm được. Và làm được. Một mình em tự sanh hai đứa, tự lo, tự mướn người, tự làm gì làm hết. Một mình từ đó tới giờ. Không có nội, không có ngoại luôn. Sao em trai? Xin phép mời bạn nữ ra trước. Mời nhà trai. Thôi ngồi đi em trai. Mình mời bạn nữ giới thiệu trước nha, nhà trai ơi. Em là Đoàn Thị Minh Huế, sinh năm 1986. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em buôn bán, bỏ xỉ lẻ tiếp theo ạ. Mời em trai. Em xin chia sẻ giới thiệu, em là Tô Minh Khang. Em sinh năm 83, làm việc tại tỉnh Bình Dương. Em làm về cái gì? Gõ nội thất tủ bàn ghế. Đóng tủ bàn ghế luôn hả? Tức là thợ mộc đó đúng không? Thợ mộc với bằng em gia công hết luôn, với công ty Phú Đỉnh đó. Rồi em quê ở đâu? Quê ba mẹ bỏ từ nhỏ rồi, ở nhà ngoại nuôi. Trời, thấy thương. Giờ bà ngoại đang ở đâu? Ngoại chết rồi, giờ em đỡ bên vợ hết mười mấy năm. Nhà vợ cũng lấy chồng khác rồi. Giờ em cũng đi hai năm mấy nay em ở vậy, em nuôi con em. Trời, thấy thương vậy. Trời, em vợ em lấy nhau được mấy năm mà tự nhiên 12 năm. Mấy đứa con em? Ba đứa. Trời, thấy thương. Ba đứa là một mình nuôi luôn hết hả? Bên vợ nuôi em trợ cấp mà chị ơi. Ủa vậy tính ra là bây giờ anh sống có một mình thôi hả? Em sống có một mình. Một mình luôn. Điểm mạnh của em là gì? Em biết lo việc nhà, cửa nước, nồi, gì, cơm nước em làm được hết. Em tự lập lúc 10 tuổi rồi. Rồi có điểm yếu gì không? Em yếu bị hay bạn bè mượn tiền không trả. Nó hay gạt em hoài, cái thấy em nhiệt tình, cái mượn cái nó kêu mượn 100, em có 200, nó cho mượn 200 hết. Gì kỳ vậy? Tại em tính nhiệt tình mà, mượn như em cho nhiêu à. Vậy giờ em còn tiền không? Còn có mấy chục triệu à. Cho anh mượn được không? Cũng được anh ơi. Cũng được luôn ha. Mượn vài năm trả nha. Mượn luôn cũng được, có sao đâu mà. Trời ơi, thấy thương không? Thôi không được. Mình giờ mình chuẩn bị mình có một gia đình mới rồi thì mình phải nghĩ tới gia đình mình. Chỉ có 10 đồng mình cho mượn 2-3 đồng thôi. Sao thấy thương quá, nãy giờ là tính qua ôm một cái an ủi rồi đó. Thiếu may mắn quá à. Nhà gái sao nè? Ưu điểm của em là nhanh nhẹn, hoạt bát, buôn bán, thích nấu cơm ăn gia đình. Rồi khuyết điểm của em là nóng tính, đi trước đám đông hay nhút nhát. Thôi cái đó thì cũng không sao. Rồi hình bây giờ mình nói về cái đường tình duyên của mình đi. Trước em có quen ông xã em, lớn hơn em 26 tuổi. Ảnh có gia đình trước rồi nhưng mà chưa có thôi dứt hẳn. Nhưng mà ảnh cũng nói là ảnh có thôi dứt khoát hẳn rồi, ảnh cũng có hai đứa con. Thì em quen và tin tưởng, nói chung là ảnh cũng đưa đi chơi chung với cơ quan, với bạn bè, đồng nghiệp của ảnh. Thì mình cũng tin tưởng gia đình, anh em rể có thứ này biết em hết. Ảnh nói là ảnh công việc nhà nước thì ảnh không có thể nào mà làm đám cưới hoặc là đăng ký kết hôn được. Để chờ khi ảnh về hưu thì muốn gì ảnh cũng chịu. Thì đến khi mà sinh sống với ảnh được 5 năm sau thì em có bé đầu. Em có bé trai đầu thì bắt đầu em phát hiện ra ảnh cờ bạc, trai gái. Nói chung là đủ thứ hết. Em cũng tự lập từ nhỏ và em cũng tự muốn những gì cuộc sống của mình tự quyết định và không muốn để gia đình buồn phiền về cái chuyện hôn nhân riêng tư của mình. Em chuẩn bị sanh bé nhỏ là em thôi với ông xã em. Đến khi bé nhỏ được 1 tuổi thì em dứt khoát hẳn hồi luôn. Và cuộc sống của em tự lập từ đó đến khi bé nhỏ được 1 tuổi, gần 1 tuổi rưỡi thì em bị bệnh. Gần như là chuyển sang giai đoạn 2 ung thư thì em mới không chịu nổi được nữa. Thì em mới đưa hai bé nhỏ gửi vô trong chùa ở ngoài quê. Thì gửi được 2 năm em phục hồi được sức khỏe ổn định lại thì bắt đầu em rước hai bé lại. Và khi mà em bệnh đó em liên lạc cho ông xã em á, để em nhờ gửi hai đứa con, em liên lạc không được. Bạn bè ảnh cũng biết luôn nhưng theo em nghĩ là ảnh cũng biết chứ không phải là không biết. Nhưng mà anh không chu cấp, không quan tâm, không một cuộc điện thoại, không một lần thăm hai đứa. Hôm nay cặp này bên bị lừa tình, bên bị lừa tiền. Cuộc đời sao nó cũng trớ trêu quá nhờ. Rồi quê là em là ở đâu? Quê em ở Ninh Bình ạ. Còn ai ngoài đó? Dạ em còn có mẹ ở ngoài đó.
Ở đây, ở đây thì còn có ai nương tựa nữa không? Dạ ở đây không, ở đây chỉ hai em ở trên Củ Chi. Một mình em tự sanh hai đứa, tự lo, tự mướn người, tự làm gì làm hết. Một mình từ đó tới giờ. Không có nội, không có ngoại luôn. Sao em trai? Em cứ nghe hoàn cảnh nhà gái em thấy sao nè? Giống hoàn cảnh của em có sao đâu mà em cũng chịu cực từ nhỏ rồi mà. Nghe vậy có cho mượn vài chục triệu nuôi con không? Trời ơi. Thường em gì cũng được, nên em mặn hết tiền đưa hết có sao đâu mà. Hồi nãy khi mà em nghe câu chuyện của anh á, tính ra thì từ nhỏ tới lớn anh đơn độc có một mình. Đúng rồi. Cái mong muốn của anh để mà có được một cái người phụ nữ ở cái thì tương lai á, nó như thế nào? Nói chung em cũng không cần quan tâm, nếu em đi làm, nếu em về được nhà em phụ vợ, cái gì em phụ được em phụ, nấu cơm cũng được, giặt đồ cũng được, cái gì em cũng cứ làm hết chứ. Tức là chỉ mong có một người để mình được phụ thôi. Đúng rồi. Vậy em, đó. Em trai, anh hỏi thật nha, kinh tế của em đó, em làm có một mình, em đủ lo cho một người, đủ lo thêm cho ba người nữa không? Tại em làm công ty xí nghiệp cũng lâu rồi, tại em làm phó trưởng, lương em cũng có 15 triệu. Mà tối mình cạo mướn thêm, em cạo ngành cao su, em cạo giỏi lắm. Em đi em cạo cả ngàn mấy cây nữa. Tại xưa hai chồng em cũng mặn, ba đứa con thiếu nợ, vần em cũng trả nợ, cũng vừa dứt hết năm rồi. Một mình em trả 100 mấy, 15, 16 triệu, cái em trợ cấp cho con em 3 triệu mấy, 4 triệu, cũng còn dương 10 triệu. Còn tiền cạo đi 100, 200 ngàn để tiền ăn, tiền nấu xăng. Tại xưa em cũng đi làm biển hết mười mấy năm, thì biển em cũng làm giỏi, bất cứ người làm mướn em cũng làm được, có cái học không bằng ai thôi. Thật ra nhà trai rất là chịu khó. Đúng rồi, cái gì cũng làm được. Và làm được. Lỡ mà có rơi vào những cái hoàn cảnh ngặt nghèo thì đây cũng là một cái người đàn ông có thể tự vươn lên, tự bươn chải và có thể tự thoát ra được những cái chuyện mà nó không hay như vậy. Là em gái, thật ra nếu hai bạn mà kết hợp nhau làm ăn á, dạ, thì anh nghĩ rằng rất là tốt. Hiện nay em ở nhà ai? À, hiện nay em đang ở nhà em, ở quận Bình Tân ạ. Rồi, khỏe re. Dạ. Ở đây nhà của em luôn hả? Nhà của ai? Em ở trọ từ ở trọ đó giờ luôn hả? Tại vì xưa em ở rễ 12 năm trời, em lo bên mấy em vợ thì em học hành tài, em lo hết bên vợ, mặn nhiều tiền lo hết bên vợ, em ra đi cũng bằng tay trắng, em cũng chả lấy gì trong nhà hết. Người đàn ông này nếu như có cơ hội để anh ấy cố gắng nỗ lực thì anh ấy cũng sẽ cố gắng hết sức mình luôn. Bây giờ mình cứ để hai người nói chuyện nữa ha. Em đi với ai em gái? Dạ em đi với hai con em ạ. Chào các con. Trai tên gì? Con tên là Việt Anh. Con nhiêu tuổi rồi? Con 10 tuổi. Em tên chị, em mấy tuổi? Con 6 tuổi. Con tên gì? Con tên Anh. Bữa nay hai đứa có biết là mẹ đang đi đâu không? Mẹ đang đi hẹn hò. Ê, con có muốn mẹ hẹn hò không? Muốn không? Cô Lan đi xuống với con nè. Thấy cưng quá à. Con muốn mẹ hẹn hò không? Có ạ. Rồi, bây giờ nè, con nhìn cái chú này nha. Hai đứa nhìn chú này nha. Hai đứa thấy chú này như thế nào nè, đẹp trai không? Có. Con thấy chú đẹp trai không? Có. Có hả? Con nếu như mà bây giờ mà mỗi ngày chú qua chú chở ba mẹ con đi chơi thì con thích không? Con thích ạ. Trả lời rất là nhanh luôn, con rất là đầy. Bây giờ để cô Lan hỏi anh hai nha. Bây giờ nếu mà mỗi ngày cái chú hai chú chở ba mẹ con đi chơi, con thích không? Có. Rồi thí dụ như mà chú muốn mượn mẹ con 2 tiếng đồng hồ để đi chơi riêng, con chịu không? Chịu luôn ạ. Chịu luôn rồi con nhà con giữ em hả? Dạ. Được không? Được ạ. Con thấy chú này sao? Hiền không? Hiền ạ. Con thích không? Con thích chú không? Rồi ha, vậy là hai đứa ủng hộ mẹ đúng không? Rồi, cảm ơn các con. Anh trai đi với ai anh trai? Em đi cùng mình anh ơi. Tội nghiệp không? Cô đơn quá. Thôi bây giờ là hai bên cứ trò chuyện với nhau đi nha. Em trai muốn mẫu hình lý tưởng như thế nào? Chung em là dễ mà anh ơi. Nếu người thương em 1, thương em 10. Ví dụ em thương bạn gái, em cũng thương con bạn gái giống hệt con của em vậy ở nhà vậy. Em mới lo tự đi từ tí. Chứ 1 tháng cho em về thăm con 1 lần được rồi. Còn nếu mà xuống thăm bạn gái, chủ nhật em có rảnh em xuống thăm. Ví dụ giờ em đang làm xí nghiệp, em làm pha trưởng. Ví dụ 1 tháng em xuống được 3 lần ngày. 2 ngày chủ nhật nghỉ với ngày lãnh lương. Được 3 ngày, 1 tháng em xuống được 3 ngày. Còn nếu ngày lễ, Tết em cứ xuống đều đều. Em giờ đang ở đâu? Em ở huyện Dầu Tiếng đó. Dầu Tiếng Tây Ninh đó đúng không? Dạ. Thôi mở rào.
qua đi em trai. Này anh cũng có này tặng em, tự tay anh làm. Dạ rồi em cảm ơn anh. Quay qua cho mọi người thấy đi. Rất là khéo tay luôn mọi người. Em làm bao lâu xong cái đó? Tại em vừa làm chắc chưa, em nghỉ trưa em làm trong vòng 3 buổi trưa em làm xong. Tặng bạn gái, I love you, hai trái tim lồng vào nhau nữa, rất là dễ thương. Cố gắng kiềm chế tôi không em khóc. Em nhìn anh bằng đầu hay sao? Thì mới thì cũng thấy là lạ. Anh tên gì ạ? Anh tên Khang. Anh quê ở đâu ạ? Nói chung quê ở An Giang mà mẹ bỏ nhỏ nước ngoài, nhà anh em tới 8 anh em rồi. Dạ. Anh là thứ tư. Dạ. Ở nhà ngoại lúc 7 tuổi, tới năm 11 tuổi tự lập mà. Dạ. Và còn mấy mấy anh chị em thì có ở gần gần đây không ạ? Có ông anh hai ở bên Dĩ An mà cả chục năm nay cũng không có về bển nữa. Nói chung anh em nào cũng khá hết trơn mà cũng không nhờ giả hết trơn. Anh tự mằn tự lo, ví dụ bệnh hoạn gãy tay gãy chân cũng tự mằn dành dụm tiền lo, không nhờ ai. Dạ. Húc anh cưới vợ anh cũng tự mằn kiếm mấy chục triệu cưới vợ. Dạ. Ông bà già chỉ cứ lên thôi, anh cũng cho tiền xe về. Dạ. 3 năm nay anh cũng không có về dưới. Nói chung ông bà già cũng không có thương anh. Dạ. Nói chung thương mấy thằng con ở gần cho đắt cho đai với anh không cần thiết. Tự mằn, tự lo. Đúng rồi. Đợt dịch này anh cũng trên đây bệnh hoạn nha. Cũng mới bệnh xong cách ly hết 17 ngày. Ông bà cũng có điện hỏi thăm đâu. Thì em cũng giống như anh vậy đó. Cũng tự lập, không có nội, không có ngoại thì mất hết rồi. Còn có mình mẹ. Nói chung hai anh với em chung trong hoàn cảnh, nói chung hai đứa mình có hợp nhau, bù đắp nhau dễ sống hơn. Anh có nhậu nhẹt không? Không, nói chung anh không nhậu nhẹt, hút thuốc anh không hút. Dạ, yeah. Có biết cờ bạc gì không? Không, có Tết nhất anh em rủ bánh tướng lên 2-3 ngàn, 50 ngàn. Có ví dụ vợ cho 500, chơi hết 500 mà nghỉ, không chơi nữa. Vợ cho nhiều, chơi nhiều. Ví dụ hẹn hò, ví dụ tháng anh xuống được 3 ngày. Ví dụ ngày thứ 7 anh làm sáng, chiều thứ 7 anh xuống thăm em với hai đứa con. Dạ. Yeah. Còn ngày đánh lương anh nghỉ được nguyên ngày. Dạ. Tại vì đang làm pha trưởng không có đi được. Tại quản lý công nhân coi hàng quá mà chỉnh máy móc cho công nhân làm. Tại hôm em chỉnh máy mà em cũng buồn, vợ em cũng cưa đứt cái ngón tay. Chỉnh máy sao mà sơ ý sao đứt cái lóng luôn á. Thí dụ như mà sau này có em có muốn thay đổi công việc cho anh về Sài Gòn anh gì không? Nói chung là vợ lo, mình thương chấp nhận thương vợ, đi đâu cũng được. Nói chung đi biển, xuống biển anh cũng đi được, anh gần anh đi cũng được. Chỗ nào có việc làm anh làm được, anh không ngại. Sắp tới dự định cũng có thể là qua năm, giữa qua năm em có thể mở quán. Một là mở quán nhậu, hai là mở quán cà phê với cơm trưa. Nói chung xuống đây mình cũng có công ty, ví dụ anh làm công ty cũng được. Về ngày nào phụ vợ được phụ, còn nếu không được chủ nhật ngủ phụ cũng bán. Em có ràng buộc gì không Khang? Không, em không ràng buộc anh trơn anh ơi. Em có không một mình buộc gì hết. Chỉ có một tháng em về thăm con ngàn lần. Nếu em một tháng trợ cấp 3 triệu mấy 4 triệu tùy theo mà em làm nhiệm cho nhiều, em ít cho ít là vợ cũng không đòi hỏi vậy đó. Nãy giờ em gái á, thật ra em gái có đồng cảm với lại bạn trai này gì không? Dạ có. Trước mắt anh nghĩ rằng em cũng cần một người bên cạnh. Hôm nay là một ngày rất là đẹp trời, em đến gặp một cô gái thật ra cũng rất là thông minh và bản lĩnh đó. Em có muốn kết đôi dùng cùng với người đối diện không? Em cũng muốn kết đôi, em mới lên đây em tìm chương trình giúp đỡ của em. Bây giờ em tiến tới em nắm tay cô gái đi, thử xem thế nào. Tiến tới nào. Cái tay anh trai em anh ơi. Kệ nó, cái gì đâu nào. Trời, trước sau cũng phải nắm nào, chứ gái, đâu có né được. Gái. Đó. Từ nắm cho hai bạn đang lâu hai ngày. Nắm như vậy nè. Nắm vô. Đó. Mến không? Mến. À, giờ thôi anh cũng mong em cho anh một cơ hội để lo cho em cuộc sống sau này đi. Thôi cho anh một cơ hội thôi. Dạ, em cảm ơn. Ủa cái gì vậy? Người ta chưa nói lại cái gì luôn á. Dạ có à. Có hát tặng của em gái không? Em hát không được anh ơi, em mặn gì cũng giỏi chứ, nấu chè, nấu bánh gì em làm được, nấu cơm nước gì em làm được, mà ca em ca không được. Gì cũng làm hết đúng không? Giờ vợ sai hoài có buồn không? Không, giờ mình làm cho vợ mình thì vui. Tại xưa em làm bà xã em cũng mặn suốt, em tối mày cạo, sáng giờ em lo con đi học nha. Ừ, giờ bây giờ mình đừng nhắc cái gì chuyện cũ nữa nha. Em bỏ hết rồi, tại vì ai hỏi em mới trả lời, còn không hỏi em muốn nhắc tới. Ừ. Mình
đến với nhau mình làm cho nhau vui, hạnh phúc. Còn nếu mà cảm thấy mà không vui, không hạnh phúc, không đủ cái tình cảm to lớn á, thì mình nên dứt khoát, mình nên nói chuyện với nhau cho rõ ràng. Em cũng thích như vậy, và em chỉ cần một người á, là thương con của em giống như con của người đó. Tại vì từ nhỏ tới lớn chúng thiếu thốn tình cảm bên nhà nội, bên ba rất là nhiều. Tại ba nó không có thời gian cho tụi nó. Từ nhỏ tới lớn nó đều ở với em hết. Chỉ có khi em bệnh ngã xuống thì em mới gửi cháu được vô chùa 2 năm. Bây giờ quan trọng hai người kiểm tra một lần nữa. Đủ yêu thương, chúng ta bấm nút. 1 2 3 Nắm tay chặt vô nào, nắm thật chặt vô. Nào hãy ôm một cái ôm thật chặt nào. Ôm thật chặt nhau nào. Chặt nữa nào. Em muốn mời hai bạn nhỏ lên đây. Hả? Hai đứa con lên đây. Hai con lên đây. Nói chung con em cũng hứa với chương trình. Rồi bây giờ nào đó. Trời ơi. Nói chung hứa chương trình là thương vợ thương em á, cũng thương con em mốt con em có xuống nhà chơi cũng coi con của em thôi, em nói chung con là cũng là con đó. Thấy chưa, nó ôm chặt nó chưa. Em nói với bạn em gì đi, nói với bạn gái gì đi, hứa gì đi. Thôi, anh sẽ hứa lo cho mẹ kem nửa cuộc đời còn lại. Dạ em cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ. Đứng nó đi con nào. Em gái em thấy sao? Dạ, nói chung là em thấy rất là vui. Một người cũng lần đầu gặp. Và em chỉ cần là thứ nhất là không cờ bạc, thứ hai là yêu thương con em, thứ ba nữa là chịu khó. Còn tiền bạc thì nó là phù du lắm. Mình tạo ra nó được thì tiền hôm nay nó có thể trong túi mình, ngày mai nó thấy có thể trong túi người khác. Nhưng mà mỗi một ngày mình sống, mình cảm thấy điều đó là hạnh phúc. Gia đình là hạnh phúc, nhiều đó là đủ rồi. Rồi bây giờ sẽ là những phần quà từ chương trình. Chương trình gửi tặng đến anh chị phần quà. Chúc mừng hai em. Dạ. Một lần nữa thì chúc hai em tất cả mọi điều may mắn nhất. Đó, đưa mẹ chú đi đi con. Đi đường này, đi đường này. Nãy khi mà nghe hoàn cảnh của hai anh chị là đã không có kìm lòng được. Sao dạo này dễ khóc quá. Đồng cảm đó. Ha. Người đã mất đi hạnh phúc, họ sẽ đón nhận hạnh phúc nhiều hơn nữa. Như vậy chúng ta đã đến với cặp đôi đầu tiên. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi tiếp theo để xem họ có đồng ý nhấn nút hẹn hò hay không. Thì anh Tú bất đắc dĩ là thành tài xế luôn. Thì sẵn anh Tú đem đồ lên là để ngủ lại qua đêm rồi sáng mai chở cả nhà đi vậy đó. Rồi ở luôn. Ở luôn. Ở luôn. Ở đâu từ hơn nửa tháng á, đùng một cái có bầu. Trời, con muốn xỉu luôn. Sốc lắm. Ủa, mình đang trẻ tự nhiên giờ dày rồi sao? Thôi cho anh đi Đà Lạt quá. Anh đi Đà Lạt 5-6 ngày á. Anh về. Đi để suy nghĩ đó dạ, con. Dạ. Cái con nghĩ, trời ơi, tức quá. Rồi con vô, cùng con cũng nói chuyện, nói dạ bác, giờ con có bầu vậy vậy đó. Bố chồng con ngồi suy nghĩ. Bố chồng con điềm tĩnh á. Ừ, thôi con về đi, để bác tính. Xin mời quý vị chúng ta cùng chào đón cặp đôi đầu tiên. À. Xin mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào cô Hồng Vân và chú Thuận. Ừ. Chào các cả một khán giả. Mình tên là Hàn Thanh Tú. Đây là vợ con. Con nhiêu tuổi rồi? Dạ, con năm nay là con 30 rồi. 30? Dạ. Tú công việc gì? Dạ, con làm cho gia đình, làm việc cho gia đình. Làm về tái chế giấy ạ. Ồ, vậy dạ. Hả? Rồi mời. Dạ, con. Chào cô Hồng Vân và chú Thuận và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Con tên là Nguyễn Trinh. Năm nay con 25 tuổi. Công việc của con hiện tại cũng kinh doanh với gia đình. Bên sản xuất quần áo. Ủa à, vậy đó hả? Sản xuất hóa là gia đình con đúng không? Dạ. Trời ơi, coi như tái chế giấy là gia đình của Tú đúng không? Ồ, trước khi mình vào những câu chuyện đúng của rồi. Cặp đôi này, chúng ta lại gặp nhau trong một cái không khí đầu năm
À, mùng 6 Tết vẫn là còn Tết. Bây giờ hai đứa con đã đến với gia đình vợ chồng son rồi đúng không? Dạ. Giống như là cái phong tục tập quán của đất nước mình á, từ đó giờ á là con nít này chúc Tết người lớn xong cái được lì xì. Đó, ở nhà mình đấy. Thường từ nhỏ lớn mình nhận tiền lì xì xong làm y vậy cái nè. Đứa nào đứng lên trước. Dạ con, dạ con. Năm mới con chúc cô Hồng Vân cái đầu tiên là sức khỏe, cái là sống luôn vui vẻ và công việc luôn suôn sẻ. Cô Hồng Vân chúc Tú gia đình thật là hạnh phúc nè, tụi con sẽ sống với nhau răng long đầu bạc nè, công việc của con thì suôn sẻ, tiền vô như nước, lì xì. Dạ. Rồi bây giờ tới Trinh. Tới con đó. Dạ. Năm mới con chúc chú Quốc Thuận dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý và lúc nào cũng đẹp trai. Trời ơi, thiệt rồi, chú đẹp trai là chú cực kỳ thích luôn. Chú chúc cho con gặp được nhiều may mắn, giữ mãi cái nét thanh xuân như thế này, luôn là người vợ, người mẹ tuyệt vời trong gia đình nhỏ. Đây, lì xì. Chứ nữa cái công việc mà công việc về quần áo của con là phát đạt nghe không? Đó. Yeah. Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại với chương trình Vợ Chồng Son. Cái thời gian đầu tiên mà các con gặp nhau đó nó như thế nào? Cơ duyên gặp nhau ra sao và ấn tượng về nhau như thế nào? Kể cho chú nghe đi. Cái thời điểm đó là tầm 22-23 Tết năm 2020. Thì lúc đó con có chơi một cái mạng xã hội Tinder để tìm kiếm bạn bè thôi. Thì vô tình thì con có thấy anh Tú trên đó. Nói chung là con cũng có một chút thiện cảm. Thì con mới match anh Tú. Thì vô tình anh Tú cũng đã match con từ trước rồi. Thì lúc thì anh nhắn tin làm quen con. Con thích cái thiện cảm gì ở khuôn mặt của Tú? Dạ thật ra cái lúc đó trên đó hình ảnh anh Tú là không có tấm nào thấy mặt hết á. Thấy cái gì? Có nghĩa là... Dạ chỉ có cái bóng lưng với lại nói chung là không có rõ mặt. Người đàn ông bí ẩn đó. Tú cũng me dạ. Nhiều rồi phải không? Con thì trên đó con đợi ảnh thì rất ít là con đưa cái mặt ra. Con thích chụp kiểu giống như là mình che mặt hoặc là mình kiểu mình chụp dáng của mình là nhiều. Bí ẩn đó, bí dạ. ẩn. Con thấy Trinh thì thật ra là con biết Trinh từ chắc 2 năm trước. Trinh là một người bạn của bạn con. À. Dạ. Thì biết thôi chứ hai đứa chưa bao giờ nói chuyện hết. Bạn dạ. nhưng mà là bạn bình thường hay là bạn gái? Bạn của một người bạn con trai nữa chứ không phải con gái dạ. Ừ. Lúc đó là cũng biết là Trinh cũng đã có người yêu rồi cách 2 năm trước. Bây giờ thấy Trinh đây thì không biết như thế nào thì mình mới thử coi. Tại vì mình cũng thích nên là mình cứ tiến tới thôi. Vừa quẹt xong thì nằm một chút thì tin nhắn báo tới là bạn đã cũng được. Có người quẹt lại. Ừ. Dạ. Nay đã có nước giặt xả tròn 2 trong 1 mới, lưu hương 7 ngày với 3 loại tinh dầu tự nhiên. Con cũng vô con nói chuyện luôn. Thời gian đó cũng gần Tết thì Trinh cũng bận phụ gia đình may mặc. Và cuối năm thì đi thu công nợ này kia. Con nhắn tin thì Trinh cũng ít trả lời lắm. Cái gì gần Tết thì mình rảnh thì mình cũng muốn gặp mặt để mình đi ăn uống cuối năm thôi dạ. Ủa nhưng vậy thì là gặp nhau trước Tết hay là sau Tết? Dạ trước Tết. Và cái lần đầu tiên gặp nhau Trinh được thấy coi như là thấy full dạ. cái gương mặt của chàng trai này đó. Thì lúc đó thì em thấy sao? Hôm đó là anh cứ đòi qua đón. Nhưng mà tính con á là con thích tự đi à. Con thích người lạ biết nhà con cho nên là con nói thôi, con từ chối. Con nói là để anh tự đi mà anh cứ đòi qua hoài à. Nhưng mà con nhất quyết là anh tự đi. Gặp, nói chung là con không ấn tượng gì nhiều hết. Tại sao? Tại vì thật ra anh Tú không phải là gu của con. Gu của con là gì nói? Muốn nghe coi. Gu của con là mấy anh kiểu lực lượng khỏe mạnh mà ngầu ngầu á. Vậy à. Đó, bụi bặm á. Lúc đó anh Tú trắng bóc mà. Người cũng nhỏ nhỏ, hơi ốm ốm nữa. Mà dịu dàng, chu đáo á. Đó là cái ấn tượng đầu của con thôi. Còn dạ. Tú thì sao con? Hẹn gặp nhau là trong cái nhà hàng đó là cũng hơi tối. Trinh mặc nguyên một bộ đồ màu đen nữa nên là con thấy thì tối chung là dạ, tối thui luôn. Chung là con chỉ thấy mặt Trinh lúc đó cũng kiểu mệt hay sao mà lúc mà tới là lúc sau con hỏi thì mới biết là lúc đó đang rất là đói bụng. Mà đường đông, đường Tết nữa. Của con gặp nhau hôm đó là 28 Tết. Thì gặp nhau ở trên một cái nhà hàng trên đường như Mạc Thị Bưởi. Là lúc đó là đang đông lắm, ở đó người ta đang bày ra quầy sập Tết nữa. Vừa đói vừa mệt mà vừa kiểu mà phải đi bộ này kia đông người nên là Trinh rất là mệt. Nên là mặt hơi bị hơi quạo. À là mặt Trinh hơi mệt cả đó. Hơi khó chịu nữa. Lúc đó là con thấy con cũng kiểu con sợ. Tại vì sao mới gặp nhau mà mặt quạo quá. Rồi sau cái bữa đó sao? Các bạn có liên tục gặp nhau nữa không? Cái lúc mà ăn xong á là hai đứa có đi thêm một quán rượu ngồi nói chuyện nữa. Nói chung là hai đứa hợp cái khoảng nói chuyện nói rất là nhiều vấn đề, đề tài. Cái dòng yêu nhau ngộ lắm em, dạ. Nói hoài nói thường. Sáng thì tới khuya cũng nói được mà giờ cuối cùng không động lại cái gì hết. Tới tối thì ảnh đưa con về. Ảnh đưa con về xong, ảnh mở cốp xe rồi ảnh tặng cho con một cái chậu mai nhỏ. Wow. Dạ, mai thiệt á hả? Dạ mai hay thiệt. Hay là mai giả? Mai thiệt.
Vậy mà để trong cốp xe mà. Dạ, mà tại vì ảnh muốn qua đón con là để đưa cây mai để vô nhà rồi mới đi. Nhưng mà con không chịu. Mà ảnh thì không nói có cây mai. Thì lúc đưa về là hên là cái mai nó không có rụng. Sau đó hơn nửa tháng là tụi con quen nhau. Thì nhà con cũng có mấy chuyến du lịch ngắn á. Thì anh Tú bất đắc dĩ là thành tài xế luôn. Thì sẵn anh Tú đem đồ lên là để ngủ lại qua đêm rồi sáng mai chở cả nhà đi vậy đó. Rồi ở luôn. Ở luôn. Ở luôn. Ở đâu từ hơn nửa tháng á. Thì cái phòng khách đó mẹ con sửa lại thành cái phòng ngủ luôn. Ủa kinh quá ha. Tú ngủ ở cái phòng khách ngủ đó dạ. Được thời gian bao lâu thì là hai đứa sẽ từ trên lầu đi xuống phòng khách ở hoặc chung. Từ phòng khách đi ngược lên lầu. Tầm 3 tháng dạ. Lâu ạ dạ. Lâu quá vậy đó. Lý do gì mà cưới sớm vậy? Bác sĩ kêu cưới. Bác sĩ kêu cưới. Chứ sao dạ, chưa? Tôi đã nghi rồi. Tôi cũng đã biết rồi. Nghi rồi, nghi rồi. Nhưng mà là sau khi mà biết con có em dạ. Bé chắc gia đình chắc cũng vui đúng không? Con thì con lại sợ. Tại vì con với anh Tú tính là quen nhau tầm 1 năm mới cưới. Mà trước khi gặp anh Tú là quan điểm của con là 30 tuổi con mới lấy chồng, đùng một cái có bầu. Trời, con muốn xỉu luôn. Sốc lắm. Ủa, mình đang trẻ tự nhiên giờ dày rồi sao? Rồi không biết ba mẹ sao? Tới cái lúc mà con nói chuyện với ba mẹ, con nói với ai trước? Em gái con trước. Con rủ em gái con xuống nói với mẹ. Hai chị em cứ mẹ rồi cứ cười rồi đâu dám nói đâu. Mẹ cứ chuyện gì nói đi. Thì nói ra mẹ con cười ơi là cười. Mẹ đoán trước rồi. Mà con với em gái con có đứng sợ. Không biết mẹ cười xong rồi sao nữa. Mẹ cứ cười hoài à. Xong rồi ba về mẹ cũng cười, mẹ nói với ba cái ba cũng nhìn con kiểu cũng bình thường. Thế sao ba kêu ừ có bầu rồi giờ thôi chứ sao giờ. Giờ thôi chứ sao giờ. Bây giờ mẹ hỏi cái cảm giác của Tú nè. Lúc mà Tú nghe tin Trinh có bầu thì cái cảm giác lúc đó còn sao? Dạ lúc đó con cũng rất là sợ. Thật ra con cũng chưa có sẵn sàng để mình lên chức như vậy. Lúc đó là con nghe tin xong thì con nói chuyện trên xong con đi về nhà con luôn. Để con kiểu con nằm con suy nghĩ coi mình sẽ giải quyết như thế nào. Trinh thì cũng kiểu cũng sợ, cũng gọi con hoài. Thật sự lúc đó là con sự nghiệp thì mình đi làm gia đình thì cũng ổn định. Thật ra lúc đó con còn ham chơi. Con biết có con là mình phải có trách nhiệm rất là nặng. Chăm lo cho con mình và dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Mà con thì kiểu con muốn đi đây đi đó. Con tắt điện thoại luôn để con ngồi con suy nghĩ. Con không biết sẽ nói chuyện với bố mẹ con nữa. Tại vì gọi liên lạc với con không được. Trên đi thẳng xuống nhà bố mẹ con để nói chuyện với bố mẹ con luôn. Ngày hôm sau thì con mở điện thoại lên thì bố mẹ gọi nhỡ nhiều quá. Thì mới gọi lại cho bố mẹ không biết có chuyện gì bố mẹ mới kêu vô nhà. Bố mẹ không nói gì hết, cũng kêu con vô ăn cơm bình thường. Hồi sau mới hỏi con có chuyện gì không? Nói cho bố nghe đi. Lỡ là nói cho bố biết. Nói xong thì bố nói thôi cũng có tuổi rồi. Nhỏ mới có 30 tuổi. Ông già nói tôi đã có tuổi rồi. Dạ, như là bố con cũng rất là muốn con cưới có gia đình ổn định. Tại vì con trong nhà con thì con là út. Thôi tính ngày chuyện cưới đi, sắp xếp ngày để bố mẹ qua nói chuyện với ba mẹ của Trinh nữa. Bố mẹ có nói là hôm qua Trinh nó qua nhà không? Dạ có, tại vì con cũng nghi rồi, con cũng chạy vô. Cái con rất là hiểu tính bố mẹ con, không giờ mà kiểu tự nhiên mà kêu con vô ăn cơm vậy đó. Nhưng mà Trinh, cái lúc mà con qua nhà bố mẹ của bạn con á, con như thế nào? Anh Tú nghe con có bầu một cái, chở con đi khám, rồi có kết quả chắc chắn rồi. Thôi kêu thôi để anh về anh nói chuyện với ba mẹ anh này kia. Nhưng mà dọn đồ từ nhà con đi về luôn, kêu là anh ở đây anh không dám, không biết nói chuyện ba mẹ em sao. Thôi em nói chuyện ba mẹ đi để anh về nói chuyện ba mẹ anh. Thì về tắt máy. Không, ổng kiểu không có muốn ai liên hệ tới mình á. Xong rồi nói với con thôi cho anh đi Đà Lạt quá, anh đi Lạt 5-6 ngày á. Anh về đi để suy nghĩ đó dạ, con dạ. Cái con nghĩ trời ơi con tức quá, cái tính con cái gì là cái đó ra rõ ràng. Đừng có mập mờ hay đừng có cấm lặng dạ, dạ. Con tức lắm. Con lái xe thẳng xuống. Trước khi đó là con điện thoại, con nói con có chuyện muốn thư với bác. Thì bố chồng con kêu à, có gì thôi con nói chuyện qua điện thoại đi. Thì con mới nói là dạ thôi để con xuống gặp bác luôn. Ừ con xuống đi. Là con đi từ Gò Vấp chạy xuống Bình Dương. Nửa tiếng hồi là con có mặt. Rồi con vô con cũng nói chuyện, nói dạ bác giờ con có bầu vậy vậy đó. Bố chồng con ngồi suy nghĩ, bố chồng con điềm tĩnh đó. Ừ thôi con về đi để bác tính. Là con về, con về nhà được đâu tầm hơn tiếng cái là anh Tú gọi cho con nói ủa Trinh em xuống gặp ba mẹ anh hả? Vậy là ngon lành quá rồi. Mày cưới xong về đó. Thì có những cái tật xấu gì rồi bây giờ bạn nào nói trước đây? Dạ thì lúc cưới nhau về thì lúc đó là con đã có bầu đâu hơn 3 tháng rồi. Cái thời gian con có bầu á thì vẫn là ở nhà con, ở cái phòng khách đó đó. Khi mà gần sinh con mới về Thủ Đức là vợ chồng con ở chung cư riêng. Tại vì thời gian tìm hiểu nhau là quá ngắn, về ở nhau chưa hiểu nhau được hết thì lại có con. Thì nó có rất là nhiều cái vấn đề không thể giải quyết được. Ví dụ chồng con á chỉ có cái tật là mê game. Trời ơi mê kinh khủng luôn. Nhiều khi con nghĩ mê hơn vợ hơn con luôn. Con là
cái tiếp người là nhạy cảm mà gặp con mới sinh nữa. Giống như chồng con đang chơi game mà con, ví dụ con mệt con đang ngủ mà con khóc, chồng con kêu con dậy dỗ, dở trận là thua, tức quá. Quen con là ngày chơi có 1 tiếng 2 tiếng à, kìm lắm, giấu sau giờ mới lo ra. Giờ xả vàng rồi. Yes. Rồi gì nữa giờ nè? Chỉ có mê game thôi à. Là không có thật xấu gì luôn. Có ghen không? Dạ. Có bừa bộn không? Không, có, dạ không. Không chăm con rồi. Dạ chăm luôn. Ảnh chăm nhiều hơn con. Không nhậu nhẹt, không cà phê bạn bè gì hết luôn. Ở nhà không vậy ở đó? Ở nhà vợ con chỉ có mê game thôi. Có là Tú hoàn thiện vậy luôn á hả con? Chỉ có một cái tật xấu thôi. Hai vợ chồng con á, đa số thời gian ở nhà với nhau nhiều, cho nên là hầu như là hai đứa không có gì để nói với nhau á. Con với chồng con ít giao tiếp với nhau nhiều á. Con chỉ muốn là chồng con nói chuyện con nhiều hơn thôi. Ủa có nghĩa là công việc của con cũng bận, công việc chồng con cũng bận, thành ra là hai đứa ít có thời gian riêng cho nhau? Dạ không, thời gian hai vợ chồng chăm con xong thì buổi tối là chồng con chơi game, con coi tivi. Không nói chuyện với vợ, bạn bè thì không có. Vậy thì con nói chuyện với ai? Chuyện trên game. Con nói chuyện với bạn coi trong game. Thực ra Trinh nói vậy cũng không phải là đúng, là con cũng có nói chuyện với Trinh. Bé nó còn nhỏ thì nó hay kiểu giật mình giữa đêm. Con muốn cho Trinh ngủ xuyên giấc thì con ngủ với con. Sáng ngủ dậy là con bắt đầu con thay tạ, con cho bú buổi sáng. Xong rồi con mới đi làm. Con về thì con dọn dẹp nhà cửa, rửa chén, quét nhà, lau nhà, giặt đồ. Chưa kể tật xấu mà sao tôi thấy lòi ra nhiều quá vậy. Khi mà xong việc hết rồi con cho con bú cự tối. Xong con đi ngủ. Lúc đó con thấy thoải mái rồi, xong con mới ra con ngồi con chơi game. Trong quá trình chăm con này kia thì hai vợ chồng cũng có tiếp xúc với nhau, nói chuyện rất là nhiều. Trinh ở nhà thì đôi lúc là Trinh không có gì để nói với con. Thì con thấy chắc Trinh không có gì muốn nói, thì con nghĩ vậy chắc không sao. Thì con ngồi con chơi game thì Trinh ngồi cạnh con, Trinh coi tivi. Cô cảm nhận con là người hoạt bát chứ con không phải là người ít nói. Chỉ có cái vấn đề ở đây là con nghĩ rằng là con với Trinh không có một cái chung để mà thảo luận sôi nổi, thậm chí là tranh cãi với nhau, đúng không? Cho nên rằng hai đứa tụi con cứ bình yên, gọi là giống như mặt hồ phẳng lặng vậy đó. Nhưng mà cái đó lại là cái mà gọi là giống như sóng ngầm ở dưới. Nãy giờ cô Trinh nè, tôi nghe chú ấy kể cái công việc của chú ấy từ sáng tới tối là tôi thấy lòi ra nhiều đó. Con đến trên này cử tối là con cho bú, xong rồi ảnh cho con ngủ. Thì em bé của con á, là con luyện easy từ bé, từ lúc 2 tháng là con sẽ cho ngủ một mình, ngủ riêng một phòng. Nhưng mà chồng con thì xót con, tối lại vô ngủ với con. Thật xấu của Trinh là sao nè? Dạ Trinh thì bị một cái là hơi bày, kiểu bừa bộn. Trinh làm cái gì cũng kiểu bày rất là nhiều. Đa số là chỉ nói buổi trưa thôi. Buổi chiều thì bình thường cuối tuần là hai vợ chồng đi ăn ở ngoài. Buổi trưa thôi mà con thấy chắc Trinh bày chắc cũng phải 5-6 cái tô rồi, 3-4 cái chảo đầy ra rồi, chén bát tùm lum rồi. Bình sữa của con thì con cũng rửa. Một ngày con rửa chén chắc cũng phải, con dùng là chiếm chắc cũng phải cả tiếng đồng hồ con mới rửa xong cái đống chén đó. Bừa bộn, cái gì rồi nữa? Chỉ có cái bừa bộn là thấy rồi, con thấy là nên, vợ con nên sửa thôi. Qua cái bếp mà cô thấy cái bếp nó bừa là cô ăn hết ngon luôn. Rồi bây giờ giống như Trinh, bây giờ là Trinh mong muốn Tú thay đổi điều gì? Thì con cũng mong chồng con nói chuyện con nhiều hơn. Nói chuyện đó nhiều hơn. Con chỉ mong Trinh là đừng có hay cáu gắt những chuyện nhỏ nhặt, tại những chuyện đó là những chuyện nó rất là không đáng để hai vợ chồng cãi nhau. Hy vọng là các bạn sẽ có được những cái cải thiện và giúp cho cái cuộc sống nó ngày càng hoàn chỉnh hơn, hoàn hảo hơn nhé. Rồi cảm ơn Tú và cảm ơn Trinh. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Cảm ơn cô chú. Rồi cái đọc xong rồi cái về ảnh điện thoại liên tục và nhắn tin liên tục. Lúc nói đó gì? Chú mà chú tấn công mà cũng bảo mà. Lúc đó là chú thiện là anh ấy không? Nói chung là đi cà phê thì em cũng lỡ mấy chỗ sáng sáng nên cũng rồi hồi lúc mà bắt đầu xuống Sài Gòn á thì cũng có đi xem phim. Đi nói chung là cũng trong tâm tức trạng là sao là sao? ít quan tâm lại xíu để em thoải mái. Tại giống như là thương từng chút. Thì tiện là mối tình đầu của em mà. Hãy dành một tràng pháo tay để chào đón cặp vợ chồng tiếp theo. Rồi, chúc mừng năm mới nha. Chúc mừng năm mới hai em. Happy New Year. Xin chào chị Hồng Vân. Xin chào anh Quốc Thuận. Mình tên là Nguyễn Chí Thiện. Mình năm nay là 48 tuổi. Anh Thiện làm cái gì và ở đâu? Thiện thì làm thiết kế sân khấu và tổ chức sự kiện ở quận 9. Quận 9, thành phố Thủ Đức. Còn chị? Dạ, em xin chào cô Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Thì em tên là Thành Thị Núi, hôm nay là em 37 tuổi. Hiện tại em cũng sinh sống ở quận 9. Em cũng làm bên lĩnh vực thiết kế sự kiện và nội thất.
hai vợ chồng làm chung rồi đó. Dạ. Có chung nhau không hay là hai vợ chồng mỗi người một nhánh? À, có thời gian thì làm chung chị. À. Thì bây giờ vậy, Núi sẽ chúc anh Bin, còn Thiện sẽ chúc chị Vân, đúng đó, không? Dạ. Đi hai em đó, ý hai đứng đó lên lì xì cho hai em nè. Ok. Đó, rồi em chúc chị đi, chị lì xì. Thì em chúc chị ngày càng xinh đẹp và diễn hay. Sắp tới thì trong tình hình, bất cứ tình hình nào vẫn đắc show. Thì em là dân thiết kế sự kiện thì em cũng đắc show theo. Ok, rồi chị chúc chị ngày càng xinh đẹp như thế. Rồi, chị cảm ơn em. Chị chúc em á là đầu tiên là sức khỏe, sau đó là sự nghiệp lúc nào cũng gọi là thăng tiến, và rất mong là những sự kiện của em là chị cũng đều có mặt. Dạ. Chị em chị. Rồi dạ. Tới Núi. Dạ, năm mới thì em xin chúc anh Quốc Thuận á, gia đình bình an, mạnh khỏe, có nhiều sức khỏe, anh Thuận mãi trẻ vậy. Cảm ơn Núi. Nhân dịp đầu năm mới anh cũng chúc cho Núi ha, cùng với gia đình một năm mới thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc, và đặc biệt là mọi người đều sức khỏe bình an. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Dạ, em cảm ơn năm mới. Dạ. Rồi, mời ngồi. Thực sự thì vợ chồng em rất là quý anh chị và nhận món quà này rất là cảm ơn anh chị, và nếu được em sẽ tặng các anh chị một bài hát giống như là một món quà đầu xuân. Đầu xuân. Hay quá. Các quý vị. Rồi em đứng hát luôn Thiện. Em xin tặng một bài hát là Dịu Dàng Sắc Xuân để không khí ngày xuân này được rất là vui vẻ. Rộn ràng hơn. Nắng xuân ấm thơm môi hồng, gió xuân đến bên em ngồi, cùng mùa xuân em hát câu tình ca. Đó cúc trắng bên hiên nhà, ngỡ như dáng ai đan về, dịu dàng bên hương sắc xuân tràn lan. Nhìn nhà đàn chim én bay, ô kìa mùa về bao đắm say, rộn ràng bao hương sắc xuân mơ niềm vui. Thôi hay quá, sắc xuân vậy là hay lắm rồi. Thôi nói chứ là cũng rất là cảm ơn một cái không khí, phải nói là rất là sinh động, một cái không khí mà chỉ có Tết mới có những cái giai điệu này nó vang lên như thế. Và bây giờ chúng ta quay trở lại với chương trình, hai vợ chồng Núi có thể chia sẻ cho anh biết là cái cơ duyên nào hai bạn gặp nhau, và gặp nhau như vậy thì ấn tượng về nhau như thế nào? Thì em nhớ là cách đây khoảng 13 năm về trước, là hồi mùng 4 năm 2018 ạ. Em từ nhà ngoại em chạy về nhà mẹ em á, là trên đường thì phía sau em nghe tiếng gọi bé nội tên nhà của em ạ. Em mới quay lại, em thấy là em mới là chào chú Thiện. À, là chú cháu biết nhau hả? Thiện là tức là hai đứa em là ở cùng quê ở Tây Ninh. Cùng trong xóm. Rồi tiếp tục. Rồi cái em ảnh xin điện thoại, số điện thoại. Lúc đó nói chung là cũng quán tính cái đọc đọc lên số điện thoại. Rồi cái đọc xong rồi cái về ảnh điện thoại liên tục và nhắn tin liên tục. Lúc nói đó gì? Chú mà chú tấn công mà cũng bảo mà. Lúc đó là chú Thiện là chú Thiện lúc đó là cộng với 11 là nhiêu, là chú Thiện cũng 30 mấy rồi, 32 rồi. Trời ơi. Trường cũng nhiều nhiều lắm. Tiếp tục nè. Lúc đó rồi anh gọi rồi anh nhắn rủ cà phê này nọ các thứ. Rồi đó thì em run lắm, tại vì do là em nhà ngoại em là cũng gần nhà anh Thiện, cách nhau một con đường thôi. Rồi lúc đó nói chung là anh Thiện là bồ vịt hay này kia các thứ là biết hết à. Cho nên là em rất là sợ. Xong rồi cái em cũng không có trả lời được, cũng không có nghe, không có nghe máy. Nói chung cái cảm giác đầu tiên của bé Nụi với anh Thiện là sợ, đúng không? Dạ. Còn anh Thiện thì sao? Lúc anh Thiện kêu bé Nụi là trong đầu của anh Thiện nghĩ cái gì vậy? Trước đó nữa thì mẹ của Thiện á cũng một cái dịp gần Tết thôi, thấy Nụi trang trí nhà cây mai này kia rất là vui, rất là đẹp. Thì mẹ mới về nói Thiện như bé Nụi nó cũng học cái ngành thiết kế mỹ thuật giống con á. Mà thấy nó khéo tay lắm, nó làm chưng cây mai này kia mỗi năm, rồi Giáng sinh thì cũng làm cây thông này kia rất là đẹp. Cái tự nhiên mình giống như đến một cái lứa tuổi đó Thuận, thì bắt đầu mình muốn lập gia đình. Mặc dù trước đó là muốn vợ đó là mình để ý cô Nụi này đó. Cho nên cái câu mà bé Nụi là trong đầu là đã có tia rồi, đã có để ý rồi, đúng không? Tức là mình đã lên cái quan hệ rồi. Bao lâu thì có tình cảm nè?
khoảng từ lúc cô bé nuôi đầu tiên đó. Dạ khoảng 2 tháng á chị. Tháng nói chung là nó cũng chút dần cho đến 2 nhưng tháng. Nhưng mà cái lần đầu tiên mà hai đứa gặp nhau mà đi chơi chung với nhau á thì dạ. Đó là khi nào? Dạ đi cà phê ở ở trong Tây Ninh à. Là lần đầu tiên đi với mình không biết là bé nuôi có sợ là anh ấy không? Nói chung là đi cà phê thì em cũng lỡ mấy chỗ sáng nên cũng rồi hồi lúc mà bắt đầu xuống Sài Gòn á thì cũng có đi xem phim. Dạ, đi nói chung là cũng trong tâm tức trạng là sao là sau đó là ông rủ đi chơi xuống Sài Gòn luôn. Dạ anh tại em học ở Sài Gòn lúc mà kiểu như Tết xong á lúc đó là anh ở Tây Ninh à thì lúc đó là cũng học ở Sài Gòn. Lần đầu tiên đi chơi ở Sài Gòn thì cái điều gì nó xảy ra? À, em nhớ là đi xem bộ phim trong đại chiếu phim á. Anh Thiện nắm tay em mà hôn. Cái em sợ quá. Nói chung là sợ ngồi mà run hết nguyên bộ không có xem phim gì luôn. Cái em đợi em kêu làm về sớm. Chở em về, trên đường về là em cứ ru nó. Em nhìn nó, con chở nó về có đúng là đường về nhà không? Sợ chở đi khác luôn rồi. Sợ đi vô rừng. Ở rạp chiếu phim là cái nụ hôn đầu tiên là ông dành vô tay mình. Dạ. Cái nụ hôn đầu tiên mà ông ấy hôn mình, hôn lên môi, lên má của mình đó, là ở đâu? Dạ, ở khu du lịch Đình Quế. Lần đó có tự nguyện không hay là bị cưỡng bức? Bị kêu chỉ qua kia xong quay lại. Chị em gì kia? Ờ đó. Ủa đâu? Tức là mặc dù rất là cảnh giác nhưng mà rủ đi Bình Quế thì vẫn đi. Ừ, nghĩa là cũng phải có cảm tình rồi. Khi nào thì mới đổi cái cách xưng hô? Cũng khoảng 2-3 tháng rồi từ từ là mới quen á. Chuyện mới đầu thì chẳng hạn như em với chú. Đó là từ từ đó. À nội với chú. À nội với anh. Dù vậy chuyển từ từ. Anh với em. Dạ, chuyển từ từ bắt đầu đó, anh em thì nó mượt hơn. Hai bạn yêu nhau bao lâu thì mới cưới? Dạ em nhau là 8 năm. Tại vì anh Thiện nói chung là nhiều nhiều scandal về bạn gái cho nên là lúc đó em cũng sợ gia đình biết là cũng phản đối cho nên là cứ thôi để từ từ để giống như để càng khẳng định là cho anh giống như là em phải cần thời gian xong, đó xong. Cho tới hôm nay là đã cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ tới nay là tháng 1 này là 6 năm. À 6 năm, vậy thì trong 6 năm với 8 năm cái thời gian yêu nhau đó, vậy thì về ở với nhau thì có những cái tật xấu gì nó lòi ra? Thật ra là tật xấu của anh Thiện á là hồi trước khi cưới thôi rất là nhiều, là ví dụ như là giấu em, nhắn tin cô này hoặc là nói chuyện lại với người yêu cũ này kia, cái thứ là rất là nhiều. Còn khi mà cưới về thì những cái tật đó là gần như là hết luôn. Mà chỉ giống như là đến cái lứa tuổi của ảnh là giống như là quay về với gia đình nhiều anh. Anh lại chú trọng quá nhiều về sức khỏe, rất là kỹ, cho nên là giống như cái tính kỹ của ảnh nó từng ly từng tí á thì làm cho mình nhiều lúc không có thoải mái. Kỹ tính quá thì sẽ thành ra khó tính đúng không? Dạ. Ví dụ như cái chi tiết nào? Em ví dụ như nhiều khi là mình con gái thì tóc dài thì cũng hay rụng tóc ở đây ở đó, rồi cũng hay la, hoặc là ví dụ như là có hạt bụi dính lên bàn chẳng hạn. Ví dụ như giờ cho em một cái điều mong muốn anh Thiện thay đổi thì em sẽ mong muốn điều gì nhất? Ít quan tâm lại xíu để em thoải mái chứ. Tại giống như là thương từng chút. Thì tiện là mối tình đầu của em mà. Dạ. Giống như ông có một viên ngọc mà không ai có. Ông về ông o, ông kỹ, ông lau, ông chùi đó. Kiểu vậy đó. Được rồi, bây giờ tới Thiện. Có thể chia sẻ những cái tật xấu của vợ mình đó là những cái gì? Ngủ nướng nè. Ngủ nướng. Hẹn đi chơi thể thao nhưng mà đến giờ đó thì lại không chịu dậy. Lười thể thao. Hoặc là mình đi những sự kiện có đôi khi trang điểm hơi lâu, cấp lâu chậm. Đúng rồi. Lê mê đó. Trong công việc thì có vậy không? Không, trong công việc thì Núi rất là tập trung công việc và làm việc rất là hiệu quả. Em nói cái điều mà em mong muốn cổ thay đổi có nghĩa là tật xấu của cổ đó. Tức là trước kia thì Núi rất là ít nói, chẳng hạn như có nhiều khi ở Sài Gòn mình đi về quê, nhưng mà trên đường thì nhiều khi mình thì là người chủ động mình nói quyền riêng nói để cho cái cuộc đi nó vui, nó được thứ. Thì Núi ít có nói. Sau này thì cũng có thay đổi rất là nhiều. Chẳng hạn như đi những sự kiện này kia thì mình cũng mong cô ấy là thay đổi để hoạt bát hơn nhiều. Đúng không? Nhưng mà bây giờ thì cũng rất là khác hơn xưa rất nhiều. Thôi vậy được rồi. Bây giờ hai vợ chồng làm quá làm vậy thì có em bé chưa?
Dạ chưa. Chưa phải không? À. Là do chưa muốn có hay là do là chưa có được? Cái điều mà có con á là em rất là mong mỏi. Thì nhưng em cũng lớn tuổi rồi. Bớt công việc lại để vợ thoải mái tinh thần rồi thứ nhất là có sức khỏe, hai vợ chồng cũng có sức khỏe. Đó. Bây giờ muốn hay không muốn thì tôi vẫn chúc ha. Đầu năm mới mát miệng chúc cho hai bạn, và đặc biệt là hôm nay là ngày mùng 6. Mùng 6 là một cái mùng rất là tốt ha. Yeah. Thầy Quốc Thượng xin chúc cho hai vợ chồng anh Thiện và Núi trong năm nay sự nghiệp, công việc, mọi thứ đều tốt ha. Và bên cạnh đó hai bạn sẽ càng yêu thương nhau hơn, hạnh phúc nhau hơn, thấu hiểu nhau hơn. Và đặc biệt là vài tháng nữa sẽ có tin vui. Yeah. Và trong năm nay luôn nha. Yeah. Các bạn sẽ có một em bé, một thiên thần kháu khỉnh tuyệt vời đến gia đình chúng ta. Trọn con cọp. Đúng rồi, con cọp. Nếu có tin vui báo cho tụi mình chương trình biết nha. Yeah. Thôi, thôi xin chúc mừng năm mới. Yeah. Hai vợ chồng sống thử rồi về quê xin cưới. Mà vô tình là trong thời gian sống thử thì hai vợ chồng có bố em bé. Rồi về quê có xin bố vợ em á, nhưng bố vợ em nhất quyết không đồng ý. Hai đứa tự lòng đó, đúng không? Cũng có cơ hội được tham gia chương trình này thì con cũng muốn gửi một lời tới mẹ là con rất là nhớ mẹ. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay thật to để cùng chào đón cặp vợ chồng tiếp theo. Chào hai em, mời hai em giới thiệu về mình. Em chào tất cả mọi người ạ. Chào anh Quốc Phận, chào chị Hồng Vân ạ. Em tên là Lê Ngọc Diện, năm nay em 24 tuổi ạ. Nghề nghiệp của em là thiết kế nội thất và thi công luôn ạ. À, rồi, mời vợ của Diện. Dạ, em chào anh Quốc Phận, em chào chị Hồng Vân. Em tên là Lê Thị Dung, năm nay em 22 tuổi. Em đang là sinh viên mới tốt nghiệp xong, hiện tại em đang ở nhà làm nội trợ. Vậy, sinh viên mà ngành nào? Em khoa ngoại ngữ ạ. Dung. Thế tại sao lại vừa mới ra trường xong rồi đã lấy chồng ngay là thế nào? Nó có biến cố trong quá trình quen nhau. Bác sĩ bảo cưới đúng không? Dạ. Diễn ơi. Đang có sao? Dạ không, là em qua có rồi. À, mấy tháng rồi em? Được 10 tháng rồi ạ. Em mới được 10 tháng rồi đúng không? Vậy á, vậy là hai đứa lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ, em mới cưới. Có nghĩa là có em bé là mới cưới. Tụi em đã cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ, tụi em cưới hồi tháng 6. Rồi, Diễn dạ. Và Dung, câu chuyện tình yêu của các em. Dạ, vợ chồng em quen nhau là đợt đó em đang thất tình. Thế rồi chồng em là bạn chung trên Facebook thì chồng mới thấy em đăng cái tút tâm trạng lắm. Chồng mới thấy thì chồng cua khẩm, đâu cua có 3 ngày đâu. Thế là chồng duyên dáng lắm đấy. Nhìn cái e thẹn đấy nhưng mà thực ra ghê lắm đấy. Cua cái gì mà có 3 ngày đổ của người ta. Em làm cách nào hay vậy chỉ cho anh Bin đi. Trời ơi, anh Bin cua giờ anh Bin biết bao lâu mới đổ đúng không? Lâu dữ lắm rồi đó. Chồng mới nhầm nữa. Cái đó thì khi vợ em đang tút tâm trạng lên á thì em có nói chuyện với vợ. Em mới ngỏ lời hỏi làm bạn gái em á. Thì ngày đầu vợ em không có chịu, ngày thứ hai cũng không chịu, đến ngày thứ ba em chỉ hỏi một lần vợ em đồng ý luôn. Dạ, vợ em hỏi là thôi quyết định làm bạn gái anh đi. Xong vợ em suy nghĩ tầm 5 phút sau vợ em đồng ý. Có phải là do hổ hoài có một câu bực quá nói luôn? Dạ không, luôn. Không phải, có rất nhiều người nhắn cho em mà em không có cảm giác ai mà thân thiện và dễ mến như chồng em cả. Trước đó là tụi em đã quen nhau là trên Facebook trên, thôi hả? Dạ, hồi đó anh làm ở Hà Nội còn em là học trong này. Rồi nhắn tin qua lại dạ. Là 3 ngày sau là Vĩnh. Dạ, anh còn hỏi em mà cái lần thứ 3 mà không đồng ý thôi anh bỏ luôn. Em sợ bỏ luôn cho nên không đồng ý. Dạ. Hai đứa chính thức của em là tìm hiểu nhau đó. Dạ, vợ chồng em tìm hiểu nhau từ hồi đó cho đến Tết là được gần 1 năm đó. Thì Vĩnh mới về quê gặp mặt. Thì lúc mà tụi em gặp nhau ngoài đời có choáng ngợp không? Nhau ngoài đời cảm thì giác như nào? Tụi em sao? Hồi đó chồng đẹp trai. Bây giờ cũng đẹp mà. Không, giờ xấu rồi. Bây giờ xấu rồi đó hả? Xấu rồi đó hả? Xấu rồi mà dễ sợ vậy đó hả? Hồi đó chồng đẹp trai lắm mà. Chồng sạch sẽ gọn gàng cái gì chồng cũng tươm tất hết. Đi gặp em thì con trai đầu đi chạy kèm dưỡng da mặt đó chị. Cái em mới nhìn em thấy ông này ông điệu, ông làm dáng ghê lắm.
Em thề trong người là em không quen nữa. Em đuổi luôn, em không gặp mặt luôn. Em không thích con trai xài mỹ phẩm, tại ngay bản thân em cũng không xài. Ủa sao em xài gì vậy? Đã, nó là em chỉ thoa cái kem để cho nó trị bớt cái mụn thâm của em thôi. Đang bị mụn đúng không? Dạ. Chấm mụn thôi mà. Đó, rồi nghe sau đó là anh không xài nữa. Dạ, về cũng nhắn tin cho em hỏi cảm nhận về chồng sao. Em bảo không có chê cái gì, mỗi cái là e thẹn này đó chị, y như vậy nè. Với lại xài mỹ phẩm là em không có mê rồi. Nghe là ông nói chuyện nhẹ nhàng đúng không em? Dạ. Đúng rồi. Nói thì rất là rụt rè mà nhẹ nhàng. Nhiều khi em nghĩ không biết có phải BD không ấy. Anh muốn nói chuyện nhẹ nhàng. Rồi, trong cái thời gian yêu nhau á thì có những cái câu chuyện gì vui không? Chia sẻ cho anh nghe. Dạ, trong cái thời gian mà yêu xa đó thì chồng em đi làm ngoài Hà Nội bị tai nạn, với lại một lần là bị người ta đánh nữa. Thế là chồng phải đi mổ cái đầu để ghép cái sọ. Dữ vậy đó hả? Nặng dữ vậy đó hả? Lúc đó là em cũng không thể về được, tại vì đúng lúc đó em phải thi. Đến Tết về thì hai vợ chồng gặp nhau đó, là lúc đó là ở bên nhau rồi. Thì ngày Tết là hai vợ chồng em đi chơi, chồng em lại bị người yêu cũ của em đánh một lần nữa, là vào trúng cái sọ nữa. Dạ, thì lúc đó không biết sao, chồng rất bình thường lắm, không có cảm giác đau gì hết. Thì chồng hỏi em là thôi bây giờ ăn Tết xong thì vợ cứ vào đi học đi, anh ở ngoài này anh đi làm. Được khoảng tháng sau ấy, chồng em đau quá rồi, thì anh mới đi mổ. Mổ ngoài Hà Nội ấy, thì mổ xong được 3 ngày ấy chị, đầu đang còn cuốn băng, giấu em đi vào Sài Gòn thăm em. Ôi Diện ơi Diện. Dạ đúng 2 giờ sáng đó, tự nhiên chồng gọi điện bảo vợ ơi chồng vào tới bến xe rồi, vợ ra đón đi. Thì em ra đó, em gặp chồng, thấy chồng đang quấn cái băng vậy nè. Em ôm chồng em khóc quá trời luôn. Tội nghiệp. Dạ, em nhìn thấy em thương quá. Em hỏi đi vào làm gì, ở quê cho nó khỏe đi đã. Thì lúc đó chồng mới đứng chồng khóc, không nói gì, chồng chỉ kêu là bây giờ phải có vợ chăm thì chồng mới khỏe được. Trời ơi. Trời ơi. Rồi sao, rồi lúc đó là đưa chồng về nhà trọ, rồi dạ. Lúc đó chồng cái đầu đã lành chưa? Dạ chưa chị, thì lúc đó là em chăm chồng 2 tuần trong cái thời gian mà vết thương nó đang còn bị. Trời ơi, em có đau không cưng? Cái đầu đang xà như vậy lắm mà làm sao mà đi xe lửa hay là đi... Em đi ô tô ạ. Đi ô tô hả? Trời ơi, đi xe đò nó cũng xa nữa. Wow. Thì em không hiểu sao là cái lần sau mà em mổ á, em bình phục nhanh. Vì lúc mà em mổ là em mổ nó làm một vạch nguyên đầu ạ. Hai tay em có cầm, phải cầm hai ống dịch nè. Tới khi mà vợ em bảo tới... Trời ơi! Tức là một vạch vậy luôn, sao em phải cầm vậy luôn á? Dạ. Rồi tới khi em vào tới Quảng Ngãi thì em mới xuống em tự em bỏ cái ống dịch của em ra ngoài á. Lúc đó thì thực sự ra cũng đau lắm nhưng mà không biết sao em vẫn cứ muốn vào. Tình yêu đó. Có khi nào lúc em nghĩ thế nên em sợ em nặng quá rồi em không kịp gặp vợ rồi em cố gắng hết sức không? Trước khi em mổ thì em cũng sợ. Bên bác sĩ có nói á là cái tình trạng của em nếu như mà bị mà đang còn tỉnh là rất nguy hiểm về cái tính mạng sau, hoặc là trí nhớ. Thì tối hôm đó trước khi mổ thì tiền của em cũng mất, em mất điện thoại, không có cách liên lạc với vợ. Rồi em quyết định ngày mai em mổ xong là em gắng phải bình phục, em vào em thăm vợ. Tội nghiệp, từ lúc đó bố mẹ có biết không? Dạ, lúc em vào thì bố mẹ cũng không có biết. Lúc em vào thì bố mẹ em thực sự là không có biết. Thì lúc đó là vào em mới lấy điện thoại của vợ em mà em điện cho bố mẹ. Thì lúc đó là bố mẹ thực sự cái bố mẹ em khóc quá trời. Rồi bố mẹ em gọi điện cho vợ em bảo là gắng chăm nó rồi có gì nó khỏe rồi cho nó về. Thì em ở trong này 2 tuần rồi vợ em đi dạy gia sư với lại lấy tiền thêm để chăm nhà em với tiền thuốc, tiền sữa, thứ cho em. Sau thời gian đó thì em có đi làm về hai vợ chồng sống thử rồi về quê xin cưới. Nhưng mà vô tình là trong thời gian sống thử thì hai vợ chồng có bố em bé. Rồi về quê có xin bố vợ em á. Nhưng bố vợ em nhất quyết không đồng ý. Hai đứa tự lập đó, đúng không? Hai đứa tự lập. Thì bây giờ chắc chị nghĩ là cuộc sống bây giờ chắc cũng ổn định rồi, đúng không? Dạ, bây giờ thì qua rồi chị. Bây qua giờ rồi, thì đúng. Ông bà ngoại thì như thế nào? Dạ, chồng bảo là bây giờ coi như là mình cưới sau đi. Là mình có chịu bao nhiêu người nói cái gì nữa thì mình cũng không thể bỏ con được. Thế rồi anh nuôi em từ lúc mà em bầu đến lúc em sinh là mình anh lo cho em hết. Giỏi ghê không? Cái lúc mà em sinh xong á thì các em bị áp xe ngực. Em phải mổ cái ngực của em 2 lần. Dạ. Thì anh cũng là người chăm em luôn ở trên bệnh viện. Còn con thì lúc đó mới được 15 ngày thì phải gửi hàng xóm rồi. Tội nghiệp dữ vậy trời. Mà lúc sao đó thì... không biết tôi đừng gửi để tôi nuôi dùm cho trời ơi. Lúc đó thì số vợ chồng em cũng xui lắm. Hai vợ chồng nằm trên viện mà chồng em đi làm chỉ chờ đến lúc đó để lấy lương để cho em ra viện thôi. Thì người ta quệt lương của chồng em.
Dạ. Chồng đi làm thì mới mua được cái xe máy 3 tháng cũng bị người ta lấy mất luôn. Hai vợ chồng không còn tiền ăn nữa. Bị gạt qua vậy trời, rồi lúc đó ba mẹ có giúp được gì không? Dạ, tại lúc đó không hai vợ chồng dám nói luôn. Có em nói với mẹ chồng em thì lúc đó mẹ chồng em mới thương hai đứa lắm. Mẹ chồng em cũng hỏi là cho mẹ vào mẹ chăm em với bé, thì anh kêu bảo là giờ có mình con đi làm thì lấy tiền đâu nuôi được tới ba cái miệng cỡ. Thôi mẹ nhà đi, mình con lo được cho vợ con rồi. Thì lúc đó em đang giấu bên ngoại mà, bên ngoại không có biết. Chị hai vợ chồng tự báo ban nhau rồi qua thôi. Bây giờ bên ngoại biết lúc mà sanh ra thì bên ngoại biết chưa? Sanh con ra được 3 tháng rồi. Thì lúc đó em cũng hết bệnh. Rồi em về quê thì mới nói với ông bà là có cháu. Thì lúc đó thì ông bà giơ hai tay ra ôm chầm lấy hai đứa rồi khóc. Lúc đó thì ba mẹ em thương lắm, phải là cho cưới xong thì ba mẹ bảo cho hai đứa bây giờ phải tự suy nghĩ trưởng thành lên, tự lo được cho nhau, lo cho con, không nhờ gì tới bố mẹ hết. Để đến khi nào mà cảm giác mình làm bố làm mẹ một cách hoàn thiện rồi á thì lúc đó ba mẹ mới không trách nữa. Thì anh mới đưa lại hai mẹ con em vào trong Sài Gòn cho em đi học tiếp. Bố mẹ có giúp được tí vốn nào không? Dạ có. Rồi bây giờ là một tay chồng đó hả? Dạ. Bây giờ thì bố mẹ vợ với em là như thế nào? Từ cái khi mà bố mẹ vợ em biết là có cháu á, thì thực sự là bố mẹ vợ em rất thương em. Lúc đó bố vợ em có ôm em bảo sao mà không nói cho bố biết. Thì rồi hai đứa cháu với nhau rồi vào đó chịu khổ một mình. Thực sự là em cũng muốn nói nhưng em sợ lắm. Lúc đó là tinh thần của hai vợ chồng không đủ can đảm để nói với bố mẹ là có em bé. Bây giờ bố mẹ vợ, tức là ba mẹ em ở đâu? Dạ ba em ở ngoài quê, còn mẹ em thì đang đi nước ngoài. Bà thấy cháu chưa? Dạ chưa. Mẹ em đi cái hồi mà em có em bé, em muốn nói mẹ lắm nhưng mà em không liên lạc được với mẹ. Mẹ em đi gần 3 năm rồi nhưng em không nói chuyện được với mẹ gì hết. Thì đến cái lúc mà em cưới xong thì tự nhiên là mẹ lại gọi về được cho em. Mẹ em mới báo cho mẹ, mẹ vui lắm, mẹ bảo đến qua năm mẹ về. Dạ. Hôm nay có em, có con em đến không? Dạ có. À vậy hả? Ôi trời ơi. Em đứng lại bên đi. Đây bác. Không sợ cái ông chọc đầu này không? Không. Không sợ không? À. Thương bà. Rồi qua bà này. Đó, qua bà. Bà thương em. Rồi bà mẹ nè. Rồi bố nè. Bố nè. Bố kìa. Bà ngoại ơi, bà ngoại có coi truyền hình, bà ngoại thấy cháu nè. Cháu bà ngoại đẹp quá luôn nè. Trắng như bông bưởi luôn nè. Đó, bà ngoại thấy cháu chưa? Con mới sợ nha. Ngoại thương mà. Chắc có lẽ là bà ngoại thấy được em bé như vậy bà rất là vui. Dạ. Không chỉ bà đâu mà ông ở ngoài quê rất là vui và rất là hạnh phúc. Thực sự chị thấy câu chuyện của tụi em phải nói là nó làm cho cái cảm xúc của bản thân tụi chị cũng như là mọi người ngồi dưới đây xúc động khủng khiếp. Xúc động ở đây là vì cái tình yêu của tụi em dành cho nhau nó vượt qua quá nhiều những cái chông gai, quá nhiều những cái gian khổ và sự nguy hiểm nữa đó, nhưng mà cuối cùng thì tụi em vẫn đến được với nhau như thế này, thành ra là mọi người rất là mừng. Không những đến được với nhau mà lại còn có thể là tự nương nhau rồi tự sanh ra một em bé mà kháu khỉnh mà thông minh, tức là nhìn cái mặt nó sáng dễ sợ, tự nhiên mọi người hạnh phúc giùm cho tụi em luôn á, thực sự là như vậy đó. Thì cũng đôi lời gửi cho bà ngoại là mẹ của cô dâu, thì nếu mà chị có coi được cái số này thì chị sẽ thấy là thương con gái của mình cũng như thương con rể của mình nhiều hơn. Mong rằng là năm tới bà về bà sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều khi thấy con gái của mình đã trưởng thành. Có một người chồng yêu thương con mình thật lòng, thương bằng cả mạng sống của mình luôn. Thì cũng chúc gia đình cả đôi bên ha, nội ngoại sẽ gọi là đoàn viên với nhau, hòa hợp. Hai ông bà xui sẽ thuận thảo rồi là yêu thương tụi em nhiều hơn nữa. Dù có muốn điều gì muốn nói với mẹ mình không? Thì cũng có cơ hội được tham gia chương trình này thì con cũng muốn gửi một lời tới mẹ là con rất là nhớ mẹ.
là con chỉ mong là mẹ nhanh về với con thôi. Là nhân tiện đây em cũng muốn gửi lời tới bố mẹ vợ em cũng như bố mẹ đẻ em á, là một lời cảm ơn tới hai bên gia đình á, đã cứu mang hai vợ chồng em, giúp đỡ hai vợ chồng em rất nhiều. Và nhân tiện đây em cũng muốn cảm ơn vợ em, là vì vợ em là người cùng em vượt qua những gian khổ, và vợ em cũng không có một lời nào với em, một lời than thở. Dạ. Thực ra thì với một người chồng như em á, thì chả có bà vợ nào có thể than thở được rồi, bởi vì cái tình yêu của em dành cho vợ là quá lớn. Cho nên là thôi thì hai vợ chồng cảm ơn qua lại như vậy để cho nó nồng ấm chút xíu thôi. Cái còn công của cả hai đứa thì cũng ngang nhau nha. Bây giờ cố gắng làm sao mà nuôi cái con bé kia kìa cho nó sung sướng, hạnh phúc. Trời ơi, nhìn nó thương gì đâu. Ơi, anh chúc cho hai vợ chồng em cuộc sống sẽ càng ngày càng thăng tiến hơn. Dạ. Và mãi mãi yêu nhau. Dạ, em cảm ơn ạ.